Xin chào 500 anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với series tóm tắt Lenovo Tencent Slam trên Anime Wiki. Nối tiếp những diễn biến trong phần trước đó, trong khi Rimuru đang mong đợi ngày Diablo trở về, thì ở minh giới, thanh niên hắc sắc đang tàn sát những con quỷ mạnh mẽ trên hành trình của mình. Đối với anh ta, đây đơn thuần là một cuộc đấu tranh vô nghĩa của những kẻ yếu đuối. Mục tiêu của Diablo là gặp lại những người bạn cũ, những kẻ có thể sánh ngang với sức mạnh của anh ta và chiêu mộ họ. Cứ thế từng bước di chuyển đậm mùi Rimuru Sama của ác ma này tỏa ra khắp minh giới. Lúc này ở Tempest, sau chuyến tham quan cơ sở nghiên cứu, ngày tháng yên bình của Rimuru nhanh chóng trôi qua. Cậu vẫn chăm chỉ tạo ra những cơ thể mới như đã hứa với Diablo. Dạo gần đây, Ramriss bắt đầu phàn nàn rằng mình quá bận bịu và cần thêm nhiều thuộc hạ. Trước đó, Vedora chịu trách nhiệm phụ giúp công việc cho bà tiên, nhưng ông rồng thường hay chạy lung tung trong mê cung để xử lý các vấn đề khác. Bất chấp những trò đùa theo kiểu không giống ai của mình, thanh niên Otaku đang tỏ ra là người có năng lực. Vì vậy, Rimuru sẽ để Vedora được tự do hành động. Cũng vì thế, chủ tịch hứa sẽ kiếm thêm nhân viên cho Ramirez. Và một ngày định mệnh khi đang nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng, Suna đến tìm Rimuru và báo rằng có một vị khách. Anh ta nói mình là Dino. Chợt nhớ đến trong Wapujis, Dino đã nói điều gì đó về việc sẽ ghé qua Tempest chơi. Chẳng lẽ ông này nghiêm túc hả chơi? Rimuru nhanh chóng đi đến phòng khách. Quả thực là Dino. Anh ta đang hồn nhiên nằm trên ghế sofa và không có ý định đứng lên khi thấy chủ nhà. Sau khi Suna ra ngoài, Dino và Rimuru nhanh chóng vào thẳng vấn đề. Hóa ra Darkryu đã đuổi Dino đi và anh ta phải mò đến Tempest để ăn nhờ ở đợ. Dù là ma vương và đã sống rất lâu nhưng Dino là một dân vô sản chính hiệu, không nhà không cửa và cũng không thích lao động. Suốt mấy trăm năm chưa từng kiếm ra đồng tiền nào và chưa bao giờ tiêu tiền do mình tự làm ra. Chứng kiến Dino giới thiệu bản thân mà không một chút xấu hổ, Rimuru hiểu rằng tên này là một kẻ lười biếng và rắc rối. Wow, thật ấn tượng, vui lòng rời đi sau khi đã ăn xong những món này. Một lời đuổi thẳng thừng của Rimuru. Sau đó Dino trông có vẻ bực bội và với tay lấy một ít bánh kem. Ngay lập tức anh ta thay đổi biểu cảm và lên tiếng muốn làm việc cho Rimuru. Lúc này chủ tịch nghi ngờ động cơ thực sự của Dino. Hóa ra Guy đã khuyên Dino nên ở lại Tempest mà không nói lý do cụ thể. Lý giải cá thể Guy Crimson dường như hy vọng không phải đối phó với cá thể Dino nên đã đùn đẩy vấn đề đó lên chủ nhân. Lời giải thích của Raphael đã làm sáng tỏ mọi vấn đề. Ngay sau đó Dino rút ra một lá thư, nó là của Guy, trong đó gồm mấy từ nguệch ngoạc: hãy chăm sóc Dino cho tôi. Rimuru nhanh chóng hiểu ra vấn đề. Sau khi bị Darkryu đuổi, Dino đi tìm Guy và Guy đã đẩy anh ta sang đây. Đầu óc của Rimuru tựa như đang bốc khói. Cậu không muốn thuê Dino nhưng cũng không khôn ngoan nếu chống lại Guy. Đó là lúc cậu nhớ đến yêu cầu tuyển dụng của Ramriss. Đây là thời điểm hoàn hảo cho điều đó. Rimuru nở một nụ cười độc ác sau khi nghĩ ra cách giải quyết vấn đề và cả hai cùng nhau đến cơ sở nghiên cứu ở tầng 100. Ở nơi đây, Ramriss và Vedora đang hăng say tái tạo lại con golem bị Hinata phá hủy trước đó. Vesta cũng đến để hỗ trợ. Ông ta đã làm việc hết sức chăm chỉ trong suốt thời gian qua. Rimuru hiểu rằng Vesta cần có người hỗ trợ cho công việc. Dino tỏ ra bất ngờ khi trông thấy bạo phong long Vedora đang tích cực lao động. Quả là một điều kỳ diệu. Quá trình giới thiệu bắt đầu. Rimuru tuyên bố kể từ thời điểm này, ma vương Dino sẽ hợp tác với mọi người và anh ta có thể hỗ trợ tất cả các công việc nặng nhọc. Cứ như thế Dino trở thành công nhân ở Tempest, khởi đầu là phụ tá cho Vesta. Vài ngày trôi qua từ khi Dino đến, Rimuru nghĩ rằng Diablo cũng sắp trở về. Vì vậy, chủ tịch cũng đẩy nhanh quá trình sản xuất các cơ thể vật lý. Dino cũng thay đổi 180 độ. Anh ta đang chăm chỉ làm việc với thái độ vô cùng nghiêm túc, thậm chí còn tỏ ra khó chịu khi nghỉ giờ lao ăn miếng bánh uống chén trà vì làm ngắt quãng công việc. Nhìn thấy điều đó, Rimuru đã tự hỏi liệu đây có phải là kẻ cai trị giấc ngủ Dino không vậy chơi. Sau giờ nghỉ trưa, Vedora đề xuất về một người trợ lý. Anh ta đã nhắm đến Ifrit. Ông rồng giải thích rằng mình đã làm việc rất chăm chỉ, thế nên nếu có thêm một trợ lý ở bên cạnh và luôn dốc lòng tầng bốc thì sẽ có hiệu quả hồi phục cực kỳ mãnh liệt. Thế nên tấm cái váy lại, Vedora muốn Rimuru hồi sinh Ifrit và ban cho tinh linh này một cơ thể. Ramirez cũng thể hiện sự đồng tình bằng những cái gật đầu mạnh mẽ. Rimuru hiểu rằng việc này sẽ búp tinh thần cho Vedora rất nhiều, nhưng mặt khác, Ifrit và Chiyu không hợp nhau. Anh ta cũng là thuộc hạ của Leon. Nếu hồi sinh, chủ tịch không đảm bảo mức độ trung thành của Ifrit. Tuy vậy, khi thấy Vedora đảm bảo 100%, Rimuru đã đồng ý và tán thành đề xuất dùng phần vỏ từ lõi ma thuật của Charybdis để tạo ra cơ thể mới cho Ifrit. Ngay lập tức, Ifrit được hồi sinh trong hình dạng một cô gái với bộ ngực khổng lồ và bộ trang phục vũ công siêu nóng bỏng. Điều này khiến Rimuru bất ngờ, tinh linh thực sự có giới tính. Ifrit cho rằng rất có thể vì Charybdis mang giới tính nữ nên nó đã nhận được cơ thể là nữ. Ngoài ra, giờ đây Ifrit còn có thể sử dụng sức mạnh nguyên tố gió. Mái tóc màu đỏ trước kia cũng đã chuyển sang màu tối. Nguyên nhân cho điều đó là vì ảnh hưởng bởi sức mạnh của Vedora Sama. Ifrit cũng cam kết lòng trung thành với Rimuru và Vedora. Rimuru nhận ra nó không hề hận thù mà ngược lại cảm thấy vô cùng biết ơn khi được cậu hồi sinh. Vedora cũng đặt tên cho nó là Charis. Trên thực tế thì cái tên Ifrit ngày trước chỉ là cách gọi chung dành cho các viêm tinh linh thượng cấp mà thôi. Trước đó Rimuru đánh giá Ifrit có sức mạnh tương đương với Rengar đặc biệt,
yếu hơn Sion và Benimaru, nhưng nếu không máu thì có thể chiến đấu với Sway hay Gale. Sau khi được ban tên, Ifrit đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nó tiến hóa thành viêm tinh ma linh vương và sức mạnh đến cấp độ của một ma vương. Hiện giờ nó không chỉ vượt qua Trini mà thậm chí đã mạnh hơn cả Carrion và Frey. Tóc của nó vẫn là màu đen pha đỏ, nhưng cơ thể đã trở lại nam tính hơn. Vedora đương nhiên không thích lắm. Có lẽ gu của ông rồng là ngực to eo nhỏ, tuy nhiên trong lòng Choris muốn nó là nam nên cũng đành chấp nhận. Và như thế Vedora cùng với Ramris có thêm một người để nhiệt tình khai thác. Còn Dino, anh ta là người duy nhất bị sốc khi nhận ra Rimuru có thể tạo một thuộc hạ mạnh mẽ như vậy quá dễ dàng. Và ngày sau điều Rimuru chờ đợi cuối cùng đã đến, Diablo trở lại. Tất nhiên là cùng với những người lạ mặt và đang chờ đợi ở phòng khách. Rimuru Sama yêu dấu, em đã trở lại đây rồi. Vẫn nụ cười kiểu xấu xa như mọi khi. Lúc này Rimuru trông thấy phía sau Diablo là ba người phụ nữ, họ có vẻ còn khá trẻ. Tuy nhiên cậu hiểu rằng không thể đánh giá ác ma qua vẻ ngoài của họ. Dù vậy đám này thực sự không có gì đặc biệt lắm. Phủ định ba người này là chủng tộc cao nhất trong số các ma tướng thượng cấp. Nghi ngờ rằng những cá thể này đang che giấu ma thuật một cách hoàn hảo và đang bắt chước con người. Rimuru bất ngờ về báo cáo của Raphael. Ma tướng thượng cấp là những ác ma vô cùng mạnh mẽ và người ta thường phải hy sinh rất nhiều mạng sống để triệu hồi nhưng vẫn không thể. Vậy mà giờ đây trước mặt cậu có tới ba kẻ như thế. Em đang nghĩ rằng những người ở cấp độ này mới xứng đáng gặp Rimuru Sama. Diablo nói với vẻ mặt tự hào. Ngoài ra anh ta cũng nói rằng chuyến đi này chỉ chọn ra được 7 kẻ xứng đáng. Vâng, Rimuru đã chuẩn bị 1.000 cơ thể và Diablo mang về 7 người, quả là thú vị mà. Tuy nhiên ngay sau đó Diablo nói tiếp rằng những ác ma còn lại đều không đáng kể. Nhưng vì chúng là cấp dưới của ba cô gái này nên anh ta đã cân nhắc để họ được vinh dự gia nhập hàng ngũ của Rimuru. Số lượng sẽ do từng người báo cáo chi tiết. Lúc này người phụ nữ quyến rũ với mái tóc trắng tinh đứng dậy cho hỏi Rimuru. Cô ta tinh tế và tao nhã như một quý tộc, nụ cười thì ấm áp và duyên dáng. Trái tim tôi bắt đầu loạn nhịp ngay khi nhìn thấy ngài. Tôi hy vọng rằng Rimuru Sama sẽ cho phép tôi và 200 thuộc hạ gia nhập hàng ngũ của ngài. Tôi cũng nghĩ vậy thưa ngài. Tôi cùng với 200 thuộc hạ của mình muốn đi theo Rimuru Sama. Cô gái với mái tóc tím buộc đưa ngựa lên tiếng. Sự dễ thương khiến Rimuru nghi ngờ liệu cô ta có phải là một ác ma hay không nữa. Tôi cũng không phản đối. Tôi cùng với 200 binh sĩ của mình cam kết phục vụ Rimuru Sama. Cô gái còn lại với mái tóc vàng rực rỡ kiêu ngạo tuyên bố. Trông thấy điều đó Diablo có phần khó chịu và định đứng dậy dạy dỗ cho vài đường, nhưng Rimuru đã đưa tay ra để ngăn cản. Cậu hiểu rằng cô gái kia đã cố gắng hết sức để lịch sự, thế nên điều đó không đáng trách. Ba cô gái mỗi người 200 thuộc hạ sẽ gia nhập Tempest dưới sự quản lý của Diablo, một quân đoàn ác ma. Rimuru chợt nhận ra tên này quả thực đáng sợ. Mỗi người mang theo hai chỉ huy và có một tên khác cũng thu hút sự chú ý của em. Hắn ta có khoảng 100 đàn em, như vậy tổng cộng có khoảng 700 ác ma. Em đã dự định tuyển 1.000 người, nhưng xin lỗi về sự kém cỏi đó. Diablo bắt đầu than thở. Anh ta cũng muốn báo cáo chi tiết về cách thức tuyển dụng những người này. Đó chắc hẳn là một cuốn sách dày được biên soạn tỉ mỉ. Và đương nhiên, Rimuru nhanh chóng ngăn cản nó vì mất quá nhiều thời gian. Sau đó mọi người cùng nhau đến địa điểm tập trung của quân đoàn kia. Diablo đã lựa chọn mê cung thay vì thị trấn, bởi anh ta lo sợ đám ác ma sẽ khiến kết giới công phu của Rimuru bị phá hủy, chứ không quan tâm chút nào đến tình hình hỗn loạn của thị trấn. Kết giới xung quanh thị trấn có tác dụng ngăn cản ma tố từ các quái vật trong đại xâm lâm Jura ảnh hưởng đến khu dân cư, đồng thời cũng góp phần bảo vệ mọi người khỏi cuộc tấn công từ quái vật. Nếu muốn phá hủy kết giới, con quái vật đó ít nhất phải ở hạng A đặc biệt. Chỉ như vậy, Rimuru đã hiểu rằng đám lâu la mà Diablo nhắc đến có những kẻ xấu sức mạnh bá đạo. Ta cho phép các ngươi thể hiện bản thân, xuất hiện đi. Sau mệnh lệnh của Diablo, 7 ác ma chỉ huy ngay lập tức xuất hiện và quỳ xuống. Phía sau họ có 700 thuộc hạ. Trong số 7 tên kia, Rimuru ấn tượng với kẻ khiến Diablo thích thú. Bất chấp thất bại, hắn ta vẫn dám thách thức Diablo hết lần này đến lần khác. Quả thực là một kẻ lập dị. Ngay sau đó Rimuru cũng được Raphael thông não cho hàng loạt kiến thức, như độ tuổi ác ma thường tỷ lệ thuận với khả năng chiến đấu. Ác ma tộc cũng phân chia giai cấp tương tự như hoàng gia và quý tộc, trong đó giai cấp thống trị có quyền hành cực kỳ lớn. Những thông tin đó đã được tớ tổng hợp chi tiết lại trong một video ở phần bình luận, anh em xem lại nhé. Để kiểm chứng video đó, Rimuru quan sát thật kỹ những ác ma trước mặt mình. Ba người phụ nữ đến đầu tiên thuộc tầng lớp thống trị có nghĩa là họ đã sống trên 1.000 năm. Vậy thì độ tuổi của Diablo phải cao đến mức nào mới thống trị được những kẻ thống trị đó? Nghĩ đến điều này, Rimuru cảm thấy rung mình, thật may mắn khi anh ta đứng về phía cậu. Những người bạn này có tiềm năng rất lớn, em đã khai sáng cho họ về việc Rimuru Sama tuyệt vời và tuyệt vời như thế nào. Cuối cùng họ đã khóc và cầu xin đặc ân được cam kết trung thành với ngài. Đây là lý do tại sao em cân nhắc việc mang chúng theo cùng. Đó là câu chuyện hấp dẫn của Diablo, nhưng khi nhìn kỹ 7 tên chỉ huy, Rimuru nhận thấy thực sự họ đã khóc lóc và cầu xin. Nhưng đó là dấu hiệu xin xỏ do bị đánh đập, đặc biệt là tên ác ma có sở thích thách thức Diablo. Rimuru ngạc nhiên khi anh ta vẫn còn sống với tình trạng như vậy. Rõ ràng là nó chưa hết sự thật mà. Kể từ bây giờ, chúng tôi là những người hầu trung thành của ma vương Rimuru Sama. Chúng tôi đang chờ lệnh của ngài. 7 tên chỉ huy đồng loạt lên tiếng. Diablo cũng mỉm cười hài lòng.
Sau đó quá trình bắn phát cơ thể bắt đầu, Grimrill sử dụng Vegibus hấp thụ đám ác ma và sử dụng Raphael để hợp nhất chúng vào linh hồn giả lập. Tuy nhiên ba cô gái đầu tiên có chút khác biệt. Thông qua Raphael, chủ tịch đã phẫu thuật cơ thể của họ, loại bỏ các điểm đặc trưng của ác ma tộc mà vẫn giữ được vẻ ngoài quyến rũ hiện tại. Cậu cũng trộn vàng vào các bộ xương của họ và biến chúng thành Origin Cum. Đây được xem là một đặc ân vì ba người này là bạn của Diablo chứ không phải vì nhan sắc đâu nhé anh em. Nhìn thấy họ hạnh phúc, Grimrill cũng cảm thấy hài lòng. Khi đang chuẩn bị đặt tên thì Ramirez, Fedora và Dino xuất hiện. Dù đã biết về việc Diablo đi tạo thuộc hạ nhưng cả ba đều tỏ ra kinh ngạc. Không thể tin nổi tên này lại tập hợp được nhiều ác ma đến vậy. Càng ngạc nhiên hơn khi nghe Grimrill nói rằng ba cô gái kia có độ tuổi hơn 1.000 năm. Về phần Dino, anh chàng đang tái nhợt cả mắt. Grimrill quay trở lại quá trình đặt tên. Cậu đã sẵn sàng lên kế hoạch cho một giản siêu xe. Cô gái tóc trắng với làn da trắng như tuyết, Testarossa. Cô gái tóc vàng với đôi mắt quyến rũ, Carrera. Cô gái tóc tím tràn đầy sức sống sẽ là Ultima. Ngay sau khi nhận tên, họ bắt đầu có sự thay đổi. Da thịt và mạch máu dần bao phủ những bộ xương vàng và nhanh chóng biến thành cơ thể trần trụi của các nữ thân. Sau đó được bao phủ bằng quần áo ma thuật. Họ cũng tiến hóa thành công tức ác ma với sức mạnh vô cùng áp đảo. Để tránh cạn kiệt ma thuật, trong vài ngày tiếp theo, Grimrill tiến hành đặt tên cho các ác ma còn lại. Các chỉ huy của Testarossa là Moss và Sien. Của Ultima là Veron và Chonda. Của Carrera là Agera và Esfiz. Và tên ác ma Diablo quan tâm sẽ có tên là Venom. Ngay sau khi nhận tên, 7 ác ma này đồng loạt hình thành cơ thể. Hai kẻ đã tiến hóa thành công tức ác ma, Venom thì trở thành ma tướng thượng cấp và 4 ác ma còn lại giữ nguyên cấp độ ma tướng thượng cấp. Ở thế giới này, công tức ác ma được xem là những huyền thoại ngự trị tối cao. Thế nhưng giờ đây, Grimrill đã có tới 6 thuộc hạ như vậy. Nghĩ đến điều đó, chủ tịch cảm thấy đầu óc có chút choáng váng. Sau đó, Grimrill dành ra thêm 2 ngày để đặt tên cho toàn bộ quân đoàn 700 ác ma. Hầu hết chúng đều là ác ma hạ cấp, sau khi nhận tên đã tiến hóa thành ác ma thượng cấp. Một số người thậm chí còn tiến hóa thành ma tướng thượng cấp. Đó là một bước tiến vô cùng lớn trong sức mạnh quân sự của Tempest. Điều đó khiến Grimrill cảm thấy như mình đang chơi game hơi lố. Thôi thì giả bộ như chưa có điều gì xảy ra vậy. Testarossa cũng thay mặt mọi người cam kết lòng trung thành với Grimrill. Sau đó chủ tịch giao toàn bộ đám ác ma này cho Diablo và mừng thầm vì đã tránh được một mớ rắc rối. Về phần bộ ba Testarossa, Ultima và Carrera, tất cả họ đều có tuổi thọ vô cùng lớn và là những sinh vật mạnh nhất trên thế giới này. Khi Diablo tìm đến, họ vốn dĩ chỉ muốn lợi dụng Grimrill để tăng cường sức mạnh của mình và không hề có suy nghĩ trung thành. Thế nhưng thái độ giống như đã nhìn thấu tất cả của Grimrill và không coi họ là một mối đe dọa đã khiến đám này thích thú. Nếu quả thực lúc đó chủ tịch không trầm trồ về nhan sắc để rồi bỏ qua đề phòng, thì có lẽ ba kẻ này sẽ giết chết cậu ngay lập tức. Sau tất cả, giờ đây họ đã hiểu vì sao Diablo lại sùng bái Grimrill đến vậy. Thế nên thay vì tranh đua đánh nhau liên tục, họ muốn cam kết lòng trung thành với Grimrill và cùng quan sát tài năng của chủ tịch. Cứ thế ba người cảm ơn Diablo vì đã tìm đến họ. Trong ba cô gái này nổi bật nhất là Testarossa Plans, người gọi Diablo là bạn thân và đã muốn giết anh ta khi gặp nhau ở minh giới trước đó. Cô ta là một kẻ nổi loạn và sẽ không bao giờ phục tùng bất cứ ai khác. Dù Diablo đã tiến hóa thành công tức ác ma nhưng anh ta vẫn chưa chắc có thể chiến thắng được Plans. Về phần những ác ma chỉ huy, họ cũng không hề tầm thường chút nào. Thậm chí có những kẻ là chiến binh bất bại trong một thời gian dài. Moss bất bại trong hơn hàng chục nghìn năm, là chúa tể của minh giới với thực lực chỉ kém so với các ác ma nguyên thủy. Veron tuổi thọ hơn 4.000 năm, một hầu tước xảo quyệt và danh mãnh, anh ta đã thua Moss vài lần. Esprit, tử tước bất bại trong suốt 500 năm. Chonda và Sien, hai nam tước bất bại trong suốt 300 năm. Esprit, Chonda cùng Sien và Veron đã nhiều lần đầu thai, họ đều được sinh ra từ thời cổ đại và là những cá thể rất giống với loài nguyên thủy. Agera, ác ma phục vụ Carrera trong suốt 300 năm và đã bất bại kể từ đó. Anh ta là một trường hợp hiếm gặp của ác ma tộc khi rất thành thạo vũ khí, chẳng hạn như thành katana thay vì ma thuật. Và cuối cùng Venom, cá thể đặc biệt khi được sinh ra với một kỹ năng độc nhất. Mặc dù mới xuất hiện nhưng tốc độ phát triển của anh ta khá đáng kinh ngạc. Những kẻ xuất sắc này đều được thu nhận bởi Diablo mà Grimrill không hề biết họ lợi hại như thế nào. Chủ tịch thậm chí còn lưu lĩnh đặt tên cho từng người. Kết quả họ đã tạo ra hắc sắc quân đoàn, một đội quân nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại. Và ngay sau đó khi đang lên kế hoạch cho một ngày yên bình, Grimrill bất chợt nhận được tin nhắn thì thầm của Diablo. Mặc dù những người này thuộc quyền chỉ huy của em nhưng không thể nói trước được họ sẽ làm gì. Tuy nhiên Grimrill Sama không cần lo lắng mà chỉ cần ghi nhớ điều đó thôi. Vâng, cảm giác giống như một ngày yên bình bị đánh mất và những ngày sau đó cũng tương tự vậy. Diablo đang muốn đưa ra những vấn đề không cần thiết cho Grimrill, vì vậy cậu sẽ từ bỏ trách nhiệm. Hắc sắc quân đoàn ta đã giao cho cậu rồi mà Diablo. Dù sao Grimrill rất mong đợi họ sẽ tỏa sáng như thế nào. Video cũng kết thúc ở đây. Cảm ơn anh em đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của Anime Wiki.